năm qua em luôn chăm ngoan và nhiệt tình công hiến, dẫu sức ép lớn mấy cũng không thấy phiền. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi, cứ sao bây giờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấy tiền. Một năm qua làm như trâu, thường em đâu xếp, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền. Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền. Chắc cứ thắc mắc mãi sếp đã phải chịu nhân viên, thấy sếp hứa chắc chắn sáng mai có tiền. Bao nhiêu công trông mong bông này lòng em tê tái, lý do cũng vì sếp chê tiền thế nên ưu phiền. Một năm qua làm như trâu, thường sao ít quá, sếp không thương chúng em đây mà. Vợ con em mà nghe tin thường sao ít quá, chắc chắn là nhốt em trong nhà. Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá, tiền đâu mà mua. Chờ đợi hoài tăng lương mà có thấy gì đâu, anh em ta thấy lo âu. Chắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê, thấy sếp hứa phong khoang chúng em mới về. Báo công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất, chúng em không về vẫn theo bên này cũng do yêu nghề. Vậy mà nay thưởng và lương tại sao ít quá, sếp không tăng chúng em thôi việc. Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp, chúng em đi đến nơi làm tiền. Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá, tiền đâu mà mua. Chờ đợi hoài tăng lương mà có thấy gì đâu, anh em ta thấy lo âu. Chắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê, thấy sếp hứa phong khoang chúng em mới về. Báo công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất, chúng em không về vẫn theo bên này cũng do yêu nghề. Vậy mà nay thưởng và lương tại sao ít quá, sếp không tăng chúng em thôi việc. Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp, chúng em đi đến nơi làm tiền.